Chào mừng quý vị và các bạn đến với khu vườn Phật thủ Nam Thành Đô nằm tại xã Phường Cách, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Với diện tích đất 3.000 m², hiện tại khu vườn của mình có tầm khoảng 170 cây, cho sản lượng quả mỗi năm là 5.000 quả các loại. Với diện tích đất rộng như thế này thì toàn bộ số cây của mình năm nay là vụ đầu tiên thì cho ra tất cả những cái loại quả đều rất căng mọng và đạt chất lượng cao. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng tham quan chiêm ngưỡng. Các bạn đang thấy trước mắt tôi là một loại quả thuộc vào dạng phân khúc đất khúc đặc biệt của vườn. Những quả như thế này thì hiện tại vườn cũng còn không nhiều bởi vì số lượng khách hàng đã đặt mua cũng khá nhiều. Để cho ra đời được những cái loại quả như thế này thì cái công sức chăm sóc và trồng trọt rất là tốn kém, và để giữ được từ lúc quả còn nhỏ cho đến ra được những cái tay móng căng mọng như này thì cũng quả là một sự rất là kỳ công. Trong mấy năm trở lại đây thì những cái quả như thế này được các bạn trẻ và những người công nhân viên chức tìm mua rất là nhiều, bởi vì đây là một món quà tâm linh mà trong những ngày Tết Nguyên Đán này thì không thể thiếu và rất là ý nghĩa để dành tặng cho mọi người. Đây, các bạn nhìn đây, tay ngón rất là dài, căng mọng, quả rất là to. Quả mà đem lại giá trị kinh tế cao như cái quả lúc nãy các bạn vừa xem đấy, thì khu vườn nhà mình cho ra đời rất nhiều những cái loại quả thuộc về lứa hoa sau, chẳng hạn như quả này, các bạn nhìn đấy, tay móng của quả cũng rất là dài và căng mọng. Nếu như để trên ban thờ thì có lẽ là đây sẽ là sự lựa chọn rất là hợp lý của quý vị các bạn trong cái thời điểm này. Giá bán của quả này hiện giờ dao động chỉ rơi vào tầm khoảng từ mấy chục ngàn cho đến hơn 100 ngàn. Hiện tại khu vườn mình đang có rất nhiều những loại như vậy. Khi đi thu hoạch vật thủ cũng vậy, thì cái vấn đề mà cắt cái quả vật thủ cũng đòi hỏi kỹ thuật của các bạn và đòi hỏi tính tỉ mỉ rất là cao. Chẳng hạn ví dụ như cái quả trước mắt mình đây vậy, cái cành của quả rất là giòn, nếu như các bạn mà xoay mạnh một chút thì bản thân quả nó sẽ gãy, và khi gãy cuống rồi thì cái chất lượng cũng như cái giá trị của quả sẽ giảm đi rất là nhiều. Như mình đây, mình sẽ cắt một quả để làm mẫu cho các bạn xem. Trước hết mình nên đỡ vào cuống của quả và cắt tầm khoảng 15 phân. Khi cắt xong thì các bạn có thể tỉa bớt cái cuống của quả đi một chút, chỉ để lại tầm khoảng 10 phân thôi. Bởi vì sao? Khi chúng ta bọc xốp và bọc giấy lại cho vào trong thùng xốp thì cái cuống nếu như dài quá sẽ dẫn đến cái việc là sẽ gãy. Như mình sẽ tỉa đi một chút này. Vâng, đây là công đoạn vệ sinh quả trước khi đóng gói sản phẩm.
các bạn đã biết đấy, với diện tích đất rộng như thế này và số lượng cây dơ tầm 170 cây cho ra đời 5.000 quả, thì hiện tại khu vườn mình có rất nhiều chủng loại quả khác nhau. Như hai loại quả các bạn vừa xem thì đó chỉ là nằm trong một phần của phân khúc quả tại khu vườn mình. Ngoài ra thì hiện tại khu vườn có rất nhiều những cái hạng mục giá và hạng mục quả khác nhau để phù hợp với túi tiền của các bạn trong dịp Tết Nguyên Đán này. Nếu như có điều kiện thì xin mời các bạn ghé qua khu vườn của mình để chọn lựa cho mình những sản phẩm phù hợp nhất